Vâng, xin chào các bác. Ngày hôm nay em Trung lại mới về thêm một chiếc của hãng Ford. Đây là một chiếc dòng bán tải rất là đẹp nha các bác nhé. Đây là chiếc bản Ranger, bản XLS, là máy dầu một cầu số tự động các bác nhé. Chiếc này của bên em thì là đời 2017. Xe thì mới về thôi, em cũng chưa dọn dẹp gì đâu. Xe thì có màu sơn đen. Thì xe đeo biển tỉnh, nhưng mà với dòng bán tải thì biển tỉnh hay biển phố không, cũng không quan trọng các bác nhé, thì cũng không bị mất cái tiền biển, nên các bác yên tâm. Là còn về chất lượng xe thì bên em sẽ cam kết rồi, tất cả xe không bị đâm va ảnh hưởng đến kết cấu gầm bệ sắt xi, hay tháo cẩu máy nhá, bổ máy ngập nước hay thủy kích. Nhưng nhìn chung với một chiếc xe 2017 như này thì xe còn rất là đẹp. Như bác thấy ghế này, ghế da vẫn còn nguyên bản nha bác nhá. Đó. Xe đi khoảng độ tầm cũng gần 9 vạn rồi. Đó. Xe thì còn rất là đẹp. Như bác thấy này, bản XLS. Cái bản này thường là cái mức tài chính của nó cũng rất là hợp lý nhé các bác nhé. Em sẽ quay qua về phần nội ngoại thất của xe, xong rồi em sẽ báo giá trực tiếp luôn với mấy chị ạ. Bán tải xe rất là đẹp. Xe đời 2017, mặc dù đã sử dụng tới 5 năm nhưng nhìn chung là xe vẫn còn rất là zin nguyên. Đây, gầm bệ của xe đây các bác thấy này, xe còn rất đẹp nhé. Lốp vẫn còn theo xe luôn. Xe thì cũng đã được trang bị là một cái lắp thùng, thùng kín thôi ạ, chứ không phải thùng cao, thùng lắp kín thôi. Rất tuyệt vời. Và đây, như các bạn thấy, bên này em ở bên này các bạn. Hai bên nội thất còn rất là đẹp nhá. Tablo, tabli vẫn còn nguyên. Với cái mức tài chính ấy thì như trước này bên em đang chào bán với giá mong muốn là 555 triệu. 555 triệu ạ. Thế là nếu mà như bác nào mà cái mức tài chính khoảng hơn 500 triệu thì rất là tuyệt vời khi mà lựa chọn một chiếc xe bán tải gầm cao mà lại sử dụng rất là tiện dụng, vừa đi gia đình được hay công việc đi cũng rất ok các bác nhé. Và quý anh chị nào có quan tâm thì xin vui lòng liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại là 0965 822 782. Em tên là Trung, 26 Cầu Duyên, Bắc Từ Liêm, Hà Nội ạ. Và tới đây chuyên mục xe cũ đã qua sử dụng của em Trung xin được tạm dừng. Hẹn gặp quý anh chị vào những clip tiếp theo. Quý anh chị nào có yêu mến đi cho em Trung xin một like và một đăng ký kênh ạ. Và lời cuối em xin kính chúc toàn thể quý anh chị một ngày với nhiều sức khỏe, bình an, gặp nhiều may mắn ạ. Em xin chân thành cảm ơn ạ.